Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ giáp làm từ kim cương bị lỗi trong Minecraft cực kỳ mạnh luôn. Và để chế tạo được bộ giáp mới này thì các bạn cần phải xuống thành phố dưới lòng đất. Nghe có vẻ nguy hiểm đúng không? Và cái bộ giáp này các bạn cần phải có nhiều kinh nghiệm nha, để mà kích hoạt chức năng đặc biệt của nó. Nói chung á, bộ giáp này dành cho những người mà kiểu sinh tồn lâu dài á, và có rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Như kiểu các bạn làm mấy farm và farm được nhiều kinh nghiệm đúng không? Không biết để làm gì thì mình nghĩ các bạn nên chế tạo bộ giáp này. Và để chế tạo bộ giáp này thì cũng hơi khó khăn á nha. Đầu tiên á, các bạn cần phải có full giáp kim cương trước cái đã. Đấy, để mà nâng cấp lên thì mình sẽ chuẩn bị tất cả dụng cụ kim cương, bộ giáp kim cương. Và tiếp theo là các bạn cần phải có cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Đấy, như kiểu mình dùng lệnh như vậy thì mình sẽ được nhiều kinh nghiệm nè. Đấy, các bạn thấy không? Bao nhiêu cũng được hết. Rồi, kinh nghiệm của mình là 150 rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ xuống thành phố dưới lòng đất để tìm cái cục kim cương bị lỗi đó cho mọi người xem. Cái cục kim cương bị lỗi đó thì nó sẽ nằm ở trong những cái rương ở dưới thành phố dưới lòng đất. Các bạn chỉ cần xuống đó các bạn tìm thôi. Và đây là thành phố dưới lòng đất nha mọi người. Đó, có mấy cái khối skirt này. Và chỗ này là cái chỗ mà các bạn bảo là có một cánh cổng đúng không? Giả thuyết như vậy thôi. Ở mấy cái rương này thì các bạn xuống phía dưới này là các bạn thấy thôi, rất là nhiều. Và mở thì cẩn thận nha mọi người, tại vì có những cái khối chịu hồi con Warden ấy. Ở rương này thì không có rồi. Vẫn không có luôn. Ui, vẫn là những cái đồ cực kỳ ngon dưới này mọi người ạ. Các bạn thấy những cái viên kim cương nó hiếm không? Mình sẽ đập vỡ mấy cái khối này ra cho nó khỏi xuất hiện sầm bỏ lỡ. Đây rồi, cuối cùng mình cũng tìm được cái viên kim cương bị lỗi các bạn nha. Thì cái này nó có một cái thành tích riêng luôn nha. Đây, là mình nhặt được viên kim cương ở dưới này á. Thì những viên kim cương này cực kỳ hiếm nha, tại vì nó chế tạo đồ mạnh mà. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem viên kim cương này nó đẹp tới cỡ nào. Đó, tuy là bị lỗi nhưng mà nhìn nó đẹp đúng không? Và các bạn thấy là nó có nhấp nháy đúng không? Đó, nhấp nháy màu lên nè, rất là đẹp luôn. Cầm trên tay cũng vậy, kiểu như viên kim cương này nó đang bị cái miếng skirt này nó ăn mòn từ từ hết viên kim cương luôn á, và nó sẽ biến thành viên kim cương của thành phố dưới lòng đất. Đấy, ghê không? Nghe có vẻ hấp dẫn đúng không mọi người? Và bây giờ mình sẽ tách nó thành một đống như vậy để chế tạo vũ khí cho mọi người xem nha. Nếu mà các bạn có full kim cương rồi thì chế tạo dễ thôi. Và những cái viên này thì nó rất là hiếm nha mọi người. Một cái thành phố dưới lòng đất này thì các bạn kiếm được hơn lắm thì trên 10 viên, còn xui thì được vài viên như vậy thôi. Đó, bên rương này có thêm nữa này. Ôi, nó xuất hiện luôn kìa mọi người. Ok, kệ nó, thì mình sẽ chế tạo cho mọi người xem giáp với cả dụng cụ luôn nha. Đầu tiên mình sẽ chế tạo giáp trước. Mình sẽ cho những viên kim cương này xung quanh như vậy. Đó, rồi bỏ một cái món mà các bạn muốn chế tạo vô thì sẽ chế tạo thành công. Đấy, mình sẽ chế tạo hết luôn nha mọi người. Chế tạo xong thì các bạn sẽ được thành tích của cái này. Và khi mà các bạn mặc cái bộ giáp này vô á, thì các bạn cũng sẽ được một cái thành tích, thành tích tím nha mọi người. Đó, bộ giáp này cực kỳ xịn luôn. Ui, chế tạo thôi mà, mình chế tạo thôi mà nó cũng xuất hiện nữa. Chắc là mình đập lóc á mọi người. Ủa, ở đây mình phát hiện có băng nè. Trời, cái rương toàn là tuyết không vậy? Ở đây là một cái bẫy mọi người. Khi lên đây á, mình đạp vô cái này nó sẽ phát ra tiếng này. Rồi xong mấy con Warden nó phát hiện được. Để sử dụng được cái kiếm này, các bạn cần phải có 250F để kích hoạt một tuyệt chiêu. Đó là tuyệt chiêu sóng âm của con Warden đó mọi người. Đây, mình sẽ kích hoạt cho mọi người xem. Đó, ghê không? Bây giờ các bạn có thể sử dụng được sức mạnh của Warden trong Minecraft bằng thanh kiếm này. Tuyệt vời đúng không? Còn bộ giáp thì nó cho mình cái gì? Khi mà mình đạt level 250 á, thì nó sẽ cộng thêm sức mạnh gì đó 20F một giây. Nói chung là mặc full thì các bạn sẽ được cái dòng đó ấy. Rồi còn mấy cái dụng cụ khác thì không có ha. Nó không có cần sử dụng ép để mà kích hoạt tuyệt chiêu, chỉ có cái kiếm thôi. Và để mình test vô mấy con vật khác cho mọi người xem nha. Mình test vô con Reaper thử này. Mình sẽ dùng sóng âm. Trời ơi, một cái chết luôn á, cực kỳ mạnh luôn. Và mình thấy á, ở bên tay trái của mình nó có một cái khiên tàng hình mọi người ạ. Các bạn thấy không? Cái khiên của Warden là một cái giáp vậy. Ủa, nó vô hình nha, nó không có cầm trên tay của mình nè. Và cái sóng âm này rất là mạnh nha, nhưng mà con Warden nó mạnh hơn nhiều. Kiếm này thì vừa đánh cánh chùi xuống mọi người. Chùi đi mất tiêu rồi. Kiếm này thì nó như là kiếm kim cương bình thường thôi, nhưng mà nó lại có sức mạnh của Warden đó mọi người. Rồi, còn về dụng cụ thì sao? Mình sẽ
gọi là test dụng cụ cho mọi người xem nha. Đây, trên tay mình là cây cúp. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ sinh tồn, rồi sau đó khai thác cho mọi người xem. Đó. Ủa, đào lóc thôi mà mấy anh, cần gì phải thu đâu. Ui, có kim cương luôn kìa mọi người. Ok, hình như con Warden nó đang tìm kiếm mình hay sao đó mọi người. À ha ha, làm sao vô được đây. Ui, khi mà mình đập bằng cái cúp kim cương này á thì nó sẽ vỡ thêm những... Ui, nó bắn qua đây được luôn à. Ôi, em giỡn anh ơi, bất giận. Đó, vậy phải tốt hơn không? Mình mai lại cho mọi người xem nha. Nó có thêm hiệu ấn của thành phố dưới lòng đất này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hiệu ấn của Warden ấy, nó sẽ vỡ thêm vài lóc xung quanh ấy, chứ không phải nó vỡ hết nha mọi người. Nếu mà vỡ hết thì thôi luôn ấy. Cái bộ giáp nó đang rút kinh nghiệm của mình từ từ nè mọi người. Ui, có nghĩa là khi mà mặc giáp này á, nó sẽ rút kinh nghiệm 20 XP trên giây. Rồi nó sẽ đem lại một cái enchant sức mạnh cho mình đó mọi người. Và các bạn nhìn này, mình sử dụng cái kiếm á thì mình sẽ tốn một đống kinh nghiệm. Đó, rất là nhiều kinh nghiệm nha. Nên là sử dụng kiếm này á, các bạn cần phải có nhiều kinh nghiệm. Rồi, mặc giáp này thì các bạn cần phải có nhiều kinh nghiệm nha. Nó hơi tốn kém một xíu nhưng mà như vậy thì mới ok chứ. Nếu mà chúng ta sử dụng đồ mạnh mà không có tốn thêm cái gì á thì kiểu hư cấu quá đúng không? Thì cái cúp này chỉ đem lại hiệu ấn đi mai cho nó đẹp với lại là vỡ thêm vài lóc thôi. Ngoài ra nó không còn chức năng gì nha mọi người. Chúng ta đến với cây xẻng với cây rìu nha. Let's go. Ok, và mình đã trở lại rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ test bộ giáp trước nha mọi người. Mình sẽ triệu hồi quái khô tàn ra và để cho nó tấn công mình. Ok, bây giờ mình sẽ dùng sóng âm để tiêu diệt hai con quỷ nhỏ này. Trời ơi, nó mạnh. Ờ, nó cũng có tầm xa nha mọi người. Kiểu đứng ngoài đây chưởng vô thì không dính nè. Đấy, ở gần mới dính được. Ui, khá là mạnh mọi người ạ. Sóng âm của Warden. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng xẻng. Ủa, xẻng sao nó bình thường vậy? Xẻng này nó bảo mình phải đào những cái khối skirt ấy. Thì lát nữa mình sẽ test sau nha. Và bây giờ mình sẽ qua cây rìu. Khi tấn công mob thì nó sẽ có chức năng gì đó mọi người. Ui, mình tấn công vô con ngựa thì con ngựa nó bị hút xuống bởi một thế lực gì đó. À, thế lực gì đâu, mình thấy có con Warden ấy. Như kiểu có một con Warden vậy mọi người. Đây, mình sẽ tấn công lại nha. Đấy, các bạn thấy không? Có một con Warden đang níu xuống này. Đó, rất là đẹp luôn. Ui, nó có thể níu sâu xuống dưới lòng đất luôn nha mọi người. Mấy con này nó di chuyển được. Hồi nãy có một con bị níu thẳng xuống kia luôn. Và sử dụng cái rìu này không tốn kinh nghiệm nha. Còn cái kiếm này thì nếu mà sử dụng chức năng mạnh thì sẽ tốn kinh nghiệm đó mọi người. Con nào xui thì bị nó gọi là hút xuống phía dưới luôn. Rồi, bị chết ngợp. Ok, và mình đã đọc kỹ cây xẻng này rồi mọi người à. Cây xẻng này nó sẽ cho mình những vật phẩm liên quan tới cái khối skirt. Thì mình thấy là nó cho mình lại cái khối skirt thiệt mọi người à. Đó các bạn thấy không? Hên xui. À, nó cho mình cả mạch skirt luôn nè mọi người. Có nghĩa là nó sẽ cho mình những cái khối skirt liên quan á. Đó, nó cho mình một cái mạch skirt. Rồi lâu lâu thì nó cũng cho mình lại cái khối skirt luôn. Đó. Ui, các bạn nhìn nè, nó cho mình cả cái khối cảm biến skirt với cả cái khối la hét luôn. Wow, cũng khá là ngon á mọi người. Kiểu như là khỏi cần dùng độ mềm mại á, mình dùng cái xẻng này mình đào vẫn có những cái khối kia nha. Ơi, mình để ra đây cho mọi người xem nè. Bây giờ mình đào lại nha. Đó, nó cho mình lại cái khối skirt này. Đó, nó cho mình cái khối la hét luôn kìa mọi người. Ok, tác giả bảo với mình là khi sử dụng cái cuốc này để thu hoạch á thì mình sẽ nhận được kinh nghiệm từ cái cuốc này. Ôi, mình không biết là có hay không nên là mình sẽ test cho mọi người xem. Mình thấy là không có tăng kinh nghiệm nhưng mà kiểu ấy, kinh nghiệm như vậy nó tăng lên liên tục luôn mọi người ạ. Chắc là do bộ giáp nó cho mình kinh nghiệm á mọi người, chứ không phải là do cái cuốc này thu hoạch nó mới cho mình kinh nghiệm. Hay là mình phải cuốc cái khối skirt này? Ủa, không phải rồi. Hay là mình phải thu hoạch lúa như vậy ta? Ok, nói chung công dụng của cây cuốc á, tác giả bảo là khi thu hoạch nó sẽ cho mình kinh nghiệm. Các bạn thích món nào nhất trong tất cả các món dưới đây thì nhớ để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.
anh hùng trong xe.